một glucose sẽ ra được bao nhiêu ATP? Gì kỳ vậy? Lớp có nghe tôi nói không vậy? Ra được nhiều ATP em? Này câu hỏi cơ bản mà. Glucose thì là 38, còn cái pamidat thì là bằng 128. 128 hay 129? 129. Em tra 129. 129. 129. Cái này, cái số này ví dụ như em có thể thấy là nhiều khi là 36, tùy sách ha. Nó tùy theo cái electron change, electron transport change, cái electron nó shift như thế nào, cái enzyme nó shift như thế nào, nó còn tùy thuộc vào cái đó nữa, nên nó có thể di chuyển là từ 36, 38. Còn cái này là 129 hoặc là... Ủa em dò đâu ra 128 vậy? Em nên... À không, tại vì em nhớ. À, đó là em nhớ. Rồi, thì chúng ta thấy là cái năng lượng mà trong quá trình beta oxidation á, của một cái fatty acid á, thì nó sẽ cung cấp cho cơ tim nhiều năng lượng hơn rất là nhiều ha. Cái này gấp mấy lần? Gần 3 lần. Đúng không? Gần 3 lần cái hơn 3 lần chút chứ. Một cái glucose. Thì vì vậy cơ tim nó sẽ ưu tiên cho fatty acid để lấy năng lượng. Và các em thấy là nó chiếm từ 60 đến 70%. Trong khi đó glucose sẽ chiếm có 30% thôi. Nhưng mà khi mà cái lượng máu đi vào trong tim nó giảm thì nó cái oxygen nó không đủ để cung cấp cho cái quá trình beta oxidation. Nên thành ra nó cái fatty acid nè, cái quá trình để lấy năng lượng từ fatty acid sẽ giảm và cơ tim sẽ không có đủ ATP để hoạt động, để construct ha, để co thắt. Vậy thì cái cơn đau thắt ngực á, là oxygen demand tăng, nhưng mà cái cơ thể nó không đủ đáp ứng. Vậy thì cái treatment của chúng ta đó thì có hai option. Cái option thứ nhất á, là giảm cái oxygen demand, và cái option thứ hai á, là làm tăng blood flow, làm tăng blood flow vào quả tim, làm tăng cái lượng máu tưới đến tim, thì bằng cách là sẽ làm giãn cái coronal vessel. Đến đây được không các em? Ok. Vậy thì các cái thuốc mà mình được sử dụng ở trong cái bệnh này là gì? Thứ nhất là beta blockers. Beta blockers thì mình biết quá rõ rồi. Bây giờ mình phân tích coi là tại sao beta blocker sử dụng trong bệnh này. Một bạn phân tích được không? Và dĩ nhiên là trong trường hợp này mình đặc biệt quan tâm đến quả tim thì mình sẽ sử dụng là beta 1 selective. Đại diện của nó là antenolone và metoprolol. Một bạn phân tích đi ha. Cái mong muốn của mình là hai option. Một là giảm cái oxygen demand. Hai là làm tăng cái blood flow vào quả tim. Lượng tưới máu đến tim. Thì beta blocker nó sẽ đáp ứng được cái option 1 hay option 2. Cái beta blocker, cái beta thì nó sẽ là B1, B2 và nó sẽ là cái GS thì nó sẽ là co, còn khi mà mình chặn bởi beta blocker thì cái nó sẽ tăng BS do giãn mạch. Vậy thì nó đáp ứng cái option 1 hay option 2?
Option Mình làm tăng cái lượng máu tới đến tim. là Phân tích lại lần nữa coi. cái beta 1 và cái beta 2 thì nó sẽ kích hoạt cái GS, thì nó sẽ làm co mạch. Thì cái mà mình đang cần ở đây là mình cần giãn mạch để máu tới tim nhiều hơn, thì cái blood flow nó sẽ tăng lên. Ý em ở đây là nó sẽ ức chế cái hệ hệ sympathetic nervous system á hả? Dạ, theo em nghĩ thì nó sẽ hoạt động theo vậy. Còn em nghĩ tại vì nó không theo cái đầu tiên, em loại trừ cái đầu tiên tại vì nó không làm giảm cái, nếu mà mình oxy mà giảm cái nhu cầu oxy thì cái lượng máu đến tim thì nó cũng có thể, tại vì nếu mà mình block thì cái lượng mà hồng cầu mang theo cái oxy thì nó cũng sẽ giảm luôn, em nghĩ nó cũng có thể cái một Bây luôn. giờ mình phân tích từ từ đi. Beta blocker thì nó sẽ làm giảm cái systemic sympathetic nervous system đúng không? Dạ vâng. Thì bây giờ mình block cái sympathetic nervous system trên quả tim thì chuyện gì xảy ra đối với quả tim? Thì tim nó sẽ làm cái chuyện. Giảm cái gì em? Đầu tiên nó sẽ làm cái preload của nó sẽ bị giảm. Tại sao preload lại giảm? Tại vì cái beta 1 và beta 2 đó, à không, em nhầm. Đầu tiên là cái đến quả tim thì cái beta 1 và beta 2 sẽ làm co mạch Ở máu. trên quả tim thì chủ yếu là beta 1 thôi nha. Beta Đừng 1 beta 2 vô. và Rồi, phân tích đi. Nếu mà giờ mình ức chế sympathetic nervous system thì chuyện gì xảy ra với quả tim là mình ức chế thụ thể beta 1 á ở quả tim. thì em nghĩ nó sẽ co mạch và nó sẽ làm cái heart rate tăng. Mình đang ức chế mà em, mình đang ức Thì cái heart rate nó sẽ giảm, thì nó sẽ làm giảm cái oxy, đúng chứ, thì nó sẽ làm giảm cái oxy, em lỗi. rồi rồi dạ em hiểu rồi, em phân tích ngắn gọn rõ ràng cho cả lớp đi. Thì cái có phải bây giờ là cái beta 1 nó sẽ làm cái đối chống lại cái beta 1, thì có phải beta 1 nó đang làm cái construction thì cái block lại của nó sẽ làm cái afterload của nó sẽ giảm cái lượng mà oxy đến cho các cơ quan, thì cho đến cái kia luôn thì oxy sẽ giảm. Chưa rõ. Rồi một bạn khác giúp bạn coi. À, Có bạn nào giúp bạn không? Lớp này yếu xìu vậy. Không, không ai nói thì tự về nhà làm luôn nha. Không phân tích luôn á. Rồi một bạn đứng nói coi. alo. Rồi em nói đi. Em nghĩ là ức chế sympathetic nervous system thì giảm nhịp tim, mà giảm nhịp tim thì giảm nhu cầu hay Giảm nhịp tim, ngoài giảm nhịp tim ra còn giảm cái gì nữa không em? Co thắt của quả tim có giảm không? có đã. Co thắt của quả tim giảm, nhịp tim giảm thì cardiac output giảm, đúng không? Thì huyết áp có giảm không? Đã có. Huyết áp giảm luôn thì oxygen demand của quả tim sẽ giảm. Vậy là option 1. Beta blocker sẽ giải quyết vấn đề bằng option 1 ha. Rồi đến đây được không? Có bạn nào chưa hiểu không? Dạ, phát biểu. Không hiểu chỗ nào phát biểu. Rồi cái
Nhu cầu oxy này là của tim hay là của mô thôi? Của tim em. Tại giờ mình đang ở beta 1 selective mà. Thì có giải thích với các em là tim chủ yếu là beta 1. Chủ yếu phân bố bởi tập beta 1. Đến đây được Nghe được không? không? Rồi. Hiểu rồi gì? Hiểu là tại sao beta blocker sử dụng trong cơn đau thắt ngực ha. Bây giờ đến calcium channel blockers. Giờ tại sao mình sử dụng trong cơn đau thắt ngực? Cơ chế mình biết rồi. Dạ thưa cô, là blocker cái kênh calcium thì giảm co cơ tim, cũng giống như beta blocker thì cũng nó cũng sẽ giảm demand oxy của tim. Rồi, ok. Ngoài ra calcium channel blocker còn có tác động lên cơ vân của mạch máu nữa đó các em. Đừng có quên. Chuyện gì xảy ra ở mạch máu nữa? Dạ mạch máu giãn. Mạch máu giãn. Mạch máu ở vùng nào giãn? Dạ cơ chân mạch máu ở cơ vân chứ. Cơ chân, cơ chân. Dạ cơ chân mạch máu ở vùng dạ vùng cơ tim của. Là mạch máu cung cấp cho tim Dạ. oxygen cho tim và mạch máu ở đâu nữa? Bài hôm trước mình có nói. Máu đâu nữa? Nói ngoài biên. Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ làm giảm cái gì? Mình giảm áp lực ngoại vi đúng không? Tổng áp lực ngoại vi thì mình giảm afterload. Vậy thì cái calcium channel blocker nó sẽ giải quyết được hai trường hợp luôn, hai option luôn là giảm oxygen demand và làm tăng blood flow đến quả tim. Rồi đến đây được không các em? Rồi ngoài ra còn một cái đặc biệt của cái calcium channel blocker là khi mà quả tim nó đang ở ischemia, có nghĩa là nó đang tình trạng thiếu oxygen á, thì nó sẽ có cái xu hướng là kích hoạt cái mạng tế bào trở nên rất là active, nó là kích hoạt cái quá trình khử cực ha, depolarization và làm tăng cái nồng độ calcium ở trong vùng nội bào. Và khi mà làm tăng nồng độ calcium trong vùng nội bào á, vì nó muốn co thắt, vì trong trường hợp này nó muốn co thắt nhiều hơn thì nó sẽ dùng đến rất là nhiều energy và nó làm giảm cái lượng ATP dự trữ và làm cạn kiệt luôn, làm mất luôn ATP cả dự trữ của tế bào. Chính vì vậy nên khi mà mình sử dụng calcium channel blocker thì mình giảm được cái lượng calcium ở trong vùng nội bào và mình bảo vệ được tế bào. Các em có, ủa chết rồi, slide vừa rồi quên nhắc đến cái sao không nhắc cái thuốc digoxin. Digoxin hồi nãy không bạn nào nhắc tôi, cô ơi còn thuốc digoxin cô chưa dạy, có cần nói không hay biết luôn rồi? Chút nữa đi ha, chút nữa trong bài suy tim á có thuốc digoxin á, chút nữa sẽ nói với các em. Thì ở ở đây đang mình đang ở ischemia ha. Ischemia thì cái nồng độ calcium ở trong vùng nội bào sẽ tăng. Và nó làm cạn kiệt cái ATP và nếu mình dùng calcium channel blocker mình bảo vệ được cơ tim. Rồi được không? Đó là một điểm đặc biệt của calcium channel blockers trong trường hợp này. Và trong trường hợp này á, thì khuyến cáo là tránh sử dụng ở cái nhóm dihydropyridine, thì tránh sử dụng cái short acting, đây hết chỗ rồi, cứ có chữ G đó các em, mà hết chỗ. Short acting agent có nghĩa là những cái thuốc mà nó có cái thời gian hoạt động ngắn á, thì mình tránh sử dụng hoặc là mình phải sử dụng cái dạng extended release, có nghĩa là cái dạng formula kéo dài thời gian của nó. Ví dụ như nifedipine, nifedipine thì cái thời gian hoạt động nó ngắn. Đây là ngắn nhất trong các cái thành viên của nhóm thuốc này á, nifedipine, thì mình sẽ phải sử dụng cái extended release
Oral formula. Oral formula là thuốc uống ha. Thì trong trường hợp này hồi nãy mình có nói là amlodipine. Cái trong nhóm này có thành viên là amlodipine thì được sử dụng trong trường hợp là variant angina. Rồi đến đây được không? Tại sao mình lại phải tránh sử dụng cái short acting member, cái thuốc mà có cái duration hoạt động ngắn? Vì theo nghiên cứu á, người ta thấy nếu mà sử dụng trong trường hợp này á, có thể làm tăng tỷ lệ tử vong. Theo nghiên cứu hả? Còn đối với cái nền dihydropyridine là hai nhóm còn lại, một thành viên là verapamil và diazem á, thì người ta thấy là diazem được sử dụng trong variant angina, nhưng mà cái khả năng giãn mạch của cái verapamil nó không có bằng cái diazem. Đồng thời cái verapamil nó có cả hai luôn nha, cả hai thuốc nó đều làm giảm cái AV conduction. Đồng thời nên cả hai thuốc đó đều contraindication, có nghĩa là contraindication nghĩa là gì các em? Chống chỉ định, nó được chống chỉ định trong sử dụng heart failure, trong chỉ sử dụng suy tim, vì nó làm giảm sự co thắt của nhịp của quả tim. Mà trong trong heart failure, trong suy tim, cái nhu cầu, cái yêu cầu mình cần á, là làm tăng co thắt nhịp tim. À không phải, co thắt của quả tim chứ không phải là nhịp tim, co thắt của quả tim. Đến đây được không các em? Có gì khó hiểu ở chỗ cái slide nào? Ở quên cái calcium channel blocker nào? Rồi nếu không có câu hỏi thì đi tiếp. Organic nitrogen. Cái lon hydri cái lon đi cô. Cái nền đi. Cô nói lại cái đấy được không? À, cái nền dihydropyridine thì là hai nhóm còn lại của calcium channel blocker. Có hai thành viên đó, có mỗi nhóm có một thành viên đó là verapamil và diazem. Thì cái diazem á nó được sử dụng trong variant angina. Còn cái verapamil á nó ít được sử dụng hơn vì nó làm giãn mạch kém hơn các cái thuốc còn lại, được không? Cả hai thuốc này verapamil và diazem đều làm giảm sự co thắt của quả tim, đồng thời làm giảm cái sự dẫn truyền của AV node, nên nó chống chỉ định trong trường hợp suy tim. Đến đây được không em? Rồi vào em cảm ơn cô. Ok. Rồi mình đi tiếp cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba cơ chế mình học rồi. Cơ chế mình học rồi nhưng mà ở đây mình học cái tương tác thuốc thôi. Cái nhóm thứ ba nhóm thứ ba là organic nitrate. Hôm bữa lúc nãy mình học cơ chế của nitrate ha, đi vào cơ thể thành nitric oxide gây giãn mạch máu. Ở đây thì mình chỉ học cơ tương tác thuốc, vì tương tác thuốc này quan trọng. Đó là tương tác với nitrate thì có thể tương tác với lại cái nhóm thuốc được gọi là PDE 5 inhibitors. PDE viết tắt của phosphodiesterase 5 inhibitor, đại diện của nó là sildenafil, tên thị trường là Viara. Ha, Viara thì ai cũng biết, còn nói sildenafil thì không biết. Hồi nãy mình có học cơ chế của nó rồi. Nitric oxide sẽ kích hoạt hoạt động của enzyme là guanylyl-silase. Khi mà enzyme này được kích hoạt thì nó sẽ làm tăng nồng độ salic AMP, và nồng độ salic AMP, nhiệm vụ của salic AMP là kích hoạt hoạt động của myosin light chain phosphatase, bẻ gãy nhóm phosphat đang gắn trên đầu của myosin, làm cho cơ chơn giãn ra. Cái hoạt động của cái cyclic GMP này là nó sẽ bị bẻ gãy thành GMP bằng cái enzyme được gọi là phosphodiesterase. Nhưng mà
cái thuốc sildenafil nó sẽ ức chế hoạt động của phosphodiesterase. Cái thành viên của phosphodiesterase này nó có nhiều thành viên, thì ở đây là thành viên số 5 ha. Đó. Thì khi ức chế hoạt động của enzyme này thì cyclic GMP nó không bị bẻ gãy thành GMP. Nồng độ của cyclic GMP ở trong vùng nội bào vẫn tăng cao, thì khi nó tăng cao thì nó sẽ làm giãn cơ. Hậu quả cuối cùng là giãn cơ. Thì nếu mà chúng ta sử dụng hai thuốc này cùng một lúc thì gây nên giãn mạch nhiều hơn so với bình thường, dẫn đến tụt huyết áp và có thể đi cấp cứu không? Rồi, cơ chế này các em có thắc mắc gì không? Sự tương tác thuốc này có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc ha. Mình đi tiếp, nhóm thuốc cuối cùng. Nhóm thuốc cuối cùng là sodium channel inhibitor. Tên của nó là ranolazine. Nhóm thuốc này khá thú vị. Nó vừa ức chế voltage gated sodium channels, và đồng thời á, là nó sẽ kích hoạt beta oxidation chuyển dần dần thành lipolysis. Vậy vì sao vậy? Vì ở cơ tim hồi nãy có phân tích với các em, bây giờ cơ tim nó đang bị thiếu oxygen thì nó không đủ oxygen để cung cấp cho quá trình oxidation. Thì với cái lượng oxygen đó thì nó đủ để mà hoạt động lipolysis, có nghĩa là thà có ít ATP còn hơn là không có gì, đúng không các em? Nên nó sẽ chuyển cái sự chuyển hóa beta oxidation từ từ qua lipolysis. Rồi, cái cơ chế vậy thì cái ức chế cái thụ thể natri này nó như thế nào? Trong trường hợp thiếu oxygen eczema thì cái kênh, một cái kênh sodium được gọi là sodium proton exchanger, trao đổi giữa sodium và proton, nó được kích hoạt và nó làm tăng cái nồng độ sodium đi vào trong vùng nội bào, và nó làm tăng cái nó gọi là current, y ở đây là current, nó làm tăng cái sodium current late phase ở trong cái phase này. Không phải là, thôi các em cũng không có cần phải late phase hay early phase, kệ nó đi. Cái quan trọng ở đây á, là cái sodium trong vùng nội bào sẽ tăng. Và khi mà sodium trong vùng nội bào tăng thì nó sẽ làm tăng canxium trong vùng nội bào. Bằng cách nào? Bằng cách là nó kích hoạt cái hoạt động của sodium canxium exchanger, và nó ức chế hoạt động của cái pump sodium potassium ATP pump. Đây, em nhớ cái hình này đúng không? Cái hình này bình thường á là canxium khi mà trong vùng nội bào nó không còn được sử dụng nữa và tránh trường hợp apoptosis thì canxium bị tống ra ngoài. Sodium đi vào bên trong. Thì sự trao đổi là một canxi thì ba một canxi đi bị tống ra ngoài thì ba sodium đi vô. Sau đó để bảo đảm nồng độ sodium và potassium trong vùng nội bào thì cái pump này nó được hoạt động, và pump này sử dụng ATP để hoạt động. Nhưng mà trong trường hợp bị thiếu oxygen thì cái kênh trao đổi giữa sodium và canxi này nè, nó được kích hoạt. À, nó không được kích hoạt chứ, nó không hoạt động được chứ, nhầm. Vì sao? Vì ở đây cái bơm sodium và potassium này bị khóa, thì đâu có cái natri để trao đổi với canxi, các em có hiểu không? Thì canxi sẽ động lại ở trong vùng nội bào, và khi canxi overload thì nó làm nó không làm tăng contraction và nó còn làm giảm contraction nữa, và nó đồng thời nó làm tăng cái loạn nhịp tim, nó làm tăng cái oxygen demand, nó làm tăng cái ATP demand là sự tiêu thụ của ATP. Hồi nãy mình có giải thích rồi ha, mình có giải thích trong slide này.
Khi mà trường hợp thiếu oxygen thì canxi sẽ tăng trong vùng nội bào và làm cạn kiệt ATP dự trữ. Trong slide này cũng tương tự thôi, ATP sẽ bị consume, có nghĩa là sử dụng nhiều nhất có thể, và cái ATP formation sẽ bị giảm. Vì không có oxygen thì làm sao tạo ra được ATP? Rồi, các em có hiểu ở đây không? Thì thuốc của chúng ta sẽ ức chế hoạt động của kênh natri. Khi mà natri không overload, nồng độ của natri không overload thì không có overload nồng độ của canxi, ion canxi, thì không có các trường hợp này xảy ra. Cơ tim được bảo vệ. Các em có đặt câu hỏi gì ở đây không? Có chỗ gì, có chỗ nào khó hiểu ở đây không? Cái late phase này nè, nếu như mà các em muốn biết thêm, late phase này có nghĩa là thông thường á, ở kỳ plateau ở action potential. Cái giai đoạn plateau, giai đoạn bình nguyên. Giai đoạn bình nguyên là các cái kênh canxi, các cái kênh sodium nó đã bị đóng lại hết rồi. Bây giờ là chỉ có kênh canxi được mở và kênh kali được mở, đúng không? Trong cái giai đoạn co cơ, giai đoạn plateau là giai đoạn co cơ. Nhưng mà trong trường hợp bị thiếu oxygen thì kênh sodium vẫn mở ha, các kênh sodium vẫn mở, dẫn đến là sodium overload ở trong vùng nội bào, và cái dẫn đến là calcium overload ở trong vùng nội bào. Và các em biết là nếu mà calcium overload trong vùng nội bào, khả năng dễ dẫn đến là apoptosis, cơ tim bị phá hủy luôn, cơ tim bị chết luôn. Rồi, đến đây được không các em? Có gì khó hiểu không? Trước em có đọc thì cái cô vừa nói là cái CA mà nếu mà tăng thì nó sẽ dẫn đến cái apoptosis đúng không ạ? Đúng. Thì trước đó lúc mà học ở dược lý thì thầy Hùng có nói là cái CA nó đi vô nó chưa chắc đã làm ra cái apoptosis, có nghĩa là cái quá trình apoptosis nó chưa chắc đã bị kích hoạt, mà cái giết chết tế bào là cái apoptosis là cái caspa. Thì em cũng không biết là cái mối liên hệ mà giữa CA2 cộng với cả cái caspa nó làm như thế nào. Cái đó là một cái con đường dẫn, con đường tín hiệu khác nữa em. À dạ. Thì tất cả vẫn là giả thuyết thôi mà em. Đó, thì cái mà em chưa thấy cái calcium, cái lượng calcium mà nó có một cái range. Và nếu như mà calcium overload cái range đó thì có thể dẫn đến apoptosis, nhưng mà em thấy có thể ha. Mà em thấy là trong cái bài này, trong cái slide này, khi mà calcium overload thì nó người ta chỉ nói là làm giảm contraction, làm loạn nhịp tim, làm tăng oxygen demand, không đề cập gì đến apoptosis. Dạ vâng, dạ vâng. Có nghĩa là khi mà em đối diện với lại bên bên khoa học á, sẽ có rất là nhiều giả thuyết đưa ra, và vấn đề ở đây á, là cái vấn đề ở đây nó giống như là tôn giáo vậy đó. Em tin cái gì? Em tin cái gì? Hồi trước tôi đi làm, tôi đi học á, thì tôi được làm chuyên về anti-cancer. Nhưng mà trong thời điểm đó, để tìm tài liệu đọc về anti-cancer thì nó có hai nguồn. Nó có hai cái belief. Một á, là antioxidation substance, những cái chất chống oxy hóa, nó chống lại các cái tế bào ung thư. Còn một cái belief khác á, thì nó lại là các cái chất chống oxy hóa nó giúp cho các tế bào ung thư phát triển. Cái quan trọng là em tin cái gì?
Hiểu ý không? Vâng. Đó. Rồi được không? Được không các em? Đến đây các em có gì thắc mắc không? Bởi vậy nên khi mà mình đọc một cái gì đó hay là mình kể cả mai mốt các em hành nghề bác sĩ thì có một cái cách điều trị mới hay là cái gì đó thì khoan hẳn nói là người ta sai hay người ta đúng hay gì á, mình trước hết là mình coi cái kết quả điều trị của người ta như thế nào đã. Ví dụ như trong trường hợp ngày hôm qua có nói với các em về trường hợp về đường á, một nhóm thì kêu là đường ăn vô hại sức khỏe, còn nhóm á, thì kêu là đường ăn vô tốt cho sức khỏe. Cái vấn đề cái nhóm mình kêu là đường ăn vô tốt cho sức khỏe là người ta không chỉ có ăn đường đường thôi nha, chứ không phải đồ ngọt nha, hai cái đó phân biệt. Thì người ta không có ăn đường xong người ta ngồi không, mà người ta sử dụng đường để người ta tập luyện thể dục thể thao, các cái bài tập riêng của cái bạn của cái nhóm đó. Và người ta chưa có các cái bài báo quốc tế để chứng minh là cái giả thuyết của người ta đúng, nhưng mà người ta lại có bằng chứng về lâm sàng đó. Tại vì có thể là cái người thì bây giờ mình sẽ làm sao đây, có nghĩa là trong những trường hợp kỳ lạ như vậy, có nghĩa là nó trái ngược hẳn với lại những gì mình học luôn á, thì lúc đầu á mình đụng vô mình sẽ nói ui lạng bầm tào lao đúng không, ai cũng vậy thôi. Ai mà học ngành Tây y thì khi mà nghe đến đó là ai cũng sẽ nói là lang băm tào lao. Nhưng mà khi mà các em khoan hẳn nói vậy, tốt nhất là khoan hẳn nói. Các em nên gặp cái gì mới, các em nên quan sát một thời gian. Và cái chính là mình coi coi là cái hiệu quả điều trị của cái phương pháp đó như thế nào. Chứ còn mình không chắc cái mới đó hoàn cái mới đó là xấu hoàn toàn đó. Cái idea muốn đưa cho các em ở đây là như vậy, open minded, hiểu không? Ví dụ như những cái mà cơ chế giải thích với các em như cái slide này đi, trong một vài tháng nữa có khi nó đổi, có khi nó nói cái explanation này là sai rồi, tôi có cái explanation hay hơn, tôi sẽ chứng minh nó là thuyết phục hơn. Có một cái nhóm nghiên cứu nào đó người ta sẽ nói như vậy. Nên tất cả những cái cơ chế mà các em đang học trong cái lúc ngồi đại học này nè, đừng có bám víu gì vô nó hết á. Vì trong một vài năm nữa có thể nó thay đổi hoàn toàn luôn. Hoặc là trong thời điểm các em còn trẻ như bây giờ là 20, 19, 20 đúng không? Nó đúng, nhưng mà đến lúc các em là những người lớn tuổi trung niên á, khoảng chừng 50 60 á, thì nó khác luôn rồi, nó không còn sử dụng những cái cơ chế này nữa, cơ chế này trở nên lỗi thời. Nhưng mà thời điểm này các em nghe thì các em thấy cực kỳ logic luôn á. Thiếu oxygen thì chuyện này xảy ra ok, rồi chuyện này xảy ra ok, hợp lý quá, làm sao mà có thể thay đổi được một cái cơ chế khác có lý thuyết, có cái logic bền vững hơn vậy á. Nhưng mà trong một thời gian tới á, tự nhiên cái nó đổ luôn. Rồi đến đây được không? Có nghĩa là đọc sách thì cứ vẫn đọc, kiến thức của mình thì mình để mà bồi dưỡng cho kiến thức của mình biết tại sao thuốc này được sử dụng, cơ chế nó hiện tại nó được giải thích như vậy hợp lý, thì ok vẫn làm, nhưng mà mình đừng bám víu vô nó, vì bám víu vô nó thì một thời gian sau nó lại bị thay đổi. Lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ khác là chẳng hạn như hồi những năm 1950 là người ta mới 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 chụp được cái tìm được cái protein, thì người ta mới nói là ôi protein nó thì ý là tìm được cái cấu trúc protein đó các em, thì người ta mới nói là ô vậy thì cơ thể của con người phải có protein thì mới sống được, vậy thì phải ăn 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 protein của động vật á,
tại vì chỉ có protein động vật mới đáp ứng được cái yêu cầu, mới có cái cấu trúc giống giống của con người đó, từ hồi 1950, 1940, 1950. Thì bắt đầu cái nhu cầu về lượng thịt đó, trên thế giới càng ngày càng tăng. Rồi đến cái thời điểm này thì khoa học nó nói gì? Sau bao nhiêu chục năm, sau khi mà cái máy móc nó tân tiến hơn, thì người ta bắt đầu phân tích ra được tốt hơn á, thì cụ thể hơn á, thì người ta lại nói là các cái protein của thực vật á, nó mới phù hợp với cơ thể của con người, chứ còn protein động vật á là ăn một thời gian sẽ gây nên bệnh. Và có rất là nhiều chứng minh trên thế giới chứng minh là ăn protein động vật là gây nên những cái bệnh mà chúng ta thấy như thời đại nè, bệnh tim mạch nè, bệnh tiểu đường nè, bệnh ung thư nè. Nên bây giờ trên thế giới các em thấy là có xu hướng chuyển sang ăn những đồ ăn thực vật, có nghĩa là chuyển sang ăn chay từ từ. Và những cái nhà hàng đắt đỏ nhất trên thế giới bắt đầu cũng phục vụ thức ăn chay, và một trong những nhà hàng đắt nhất trên thế giới bây giờ người ta chuyển hẳn luôn thực thực đơn của người ta là 100% đồ ăn chay, không có phục vụ đồ ăn từ động vật nữa. Vì cái lợi nhuận của người ta trong những năm vừa rồi á, bị hụt, nhu cầu ăn chay càng ngày càng tăng. Đó là những cái bên nước phương Tây nha, thì cái làn sóng đó bắt đầu nó đi vô Việt Nam từ từ, tôi thấy bắt đầu từ từ, nhưng mà tôi thấy người Việt mình vẫn ăn 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 mặn nhiều hơn người Tây á. Thì đó, bao nhiêu năm thì người ta mới 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 kiếm ra được như vậy. Rồi không biết mấy chục năm nữa lại thay đổi cái gì. Em hiểu ý không? Có nghĩa là mình đọc thì mình vẫn đọc, mình tiếp thu thì mình vẫn tiếp thu, nhưng mà cái mới thì mình vẫn phải tiếp thu cái mới. Và khi mà có một cái phương pháp điều trị mới thì hay là một cái lý thuyết mới, thì mình khoan hãy kết luận là nó sai, nó đúng hay cái gì, nó tốt, nó đẹp hay nó xấu hay gì đó. Mình hãy quan sát nó đi và coi coi là cái kết quả điều trị của nó như thế nào. Thì rồi hẳn kết luận. Rồi đến đây được không? Hiểu ý không? Vâng, đây rồi. Ok. Bây giờ mình hết bài rồi đó. Còn có cái digoxin thôi. Digoxin là lúc nãy ở HL. Dioxin ha các em, là nhiệm vụ của nó sẽ làm tăng cái sự co thắt của quả tim, cơ chế của nó. Cơ chế của nó khá giống với lại cái trường hợp ischemic hồi nãy, trường hợp thiếu khí oxygen. Cơ chế của nó sẽ khóa hoạt động của đây, cơ chế của nó sẽ khóa hoạt động của cái sodium potassium ATP pump. Và các em biết là khi khóa cái này thì calcium nó đâu bị phóng thích ra ngoài, nó sẽ đọng lại ở trong vùng nội bào, và cái lượng canxi này nó sẽ gây nên co thắt cơ nhiều hơn. Nhưng mà cái nồng độ canxi á, nó sẽ nằm ở cái khoảng là 100 mmol đến 1 micromol thôi. Còn vượt quá cái khoảng này á, thì nó có thể có những cái tác động xấu hơn, hoặc là apoptosis. Cái bài về apoptosis này nó cũng dài năm về trước rồi, nó cũng nhiều năm về trước rồi. Có thể bây giờ người ta update thì người ta sẽ trong cái trường hợp hồi nãy á, người ta cũng nói là calcium overload mà không hề đề cập đến apoptosis. Có nghĩa là giống như giải thích với các em á, mỗi nhóm hoặc mỗi nhóm nghiên cứu người ta sẽ có cái niềm tin khác nhau và người ta đi theo cái hướng đấy. Rồi đến đây được không? Mình thì mình không phải người nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này như người ta,
khi mà người ta nghiên cứu được thì mình coi như là observe thôi, có nghĩa là mình quan sát rồi mình xem tiếp coi vấn đề các cái nhóm nghiên cứu nó sẽ phát triển như thế nào. Đó. Thì cái digoxin này, cái vấn đề của digoxin á, do cái range của nồng độ calcium nó quá là nó cũng không có rộng, nên thành ra nồng độ cái therapeutic range của digoxin nó cũng rất là hẹp. Vì sao? Vì nếu mà cái nồng độ canxi này nè nó bị overload thì nó dẫn đến là loạn nhịp tim, y hệt như là cái trường hợp là thiếu oxygen ở cơ tim, ischemia đó. Hiểu ý không các em? Nó làm dẫn đến loạn nhịp tim, nó gọi là toxicology. Trường hợp này nó sử dụng từ chuyên ngành là toxicology, có nghĩa là tim bị digoxin toxicity. Trong trường hợp này là đó, được không các em? Và cái range của nó sử dụng là 0.5 đến 0.8 nanogram thôi trên 1 ml, rất là ít thôi. Cái range therapeutic rất là hẹp. Và cái ức chế này á, cụ thể hơn chúng ta sẽ thấy là digoxin nó ức chế cái ATP base, cái enzyme. Enzyme là adenosine triphosphatase. Cụ thể hơn, mình có thể nói là ức chế cái kinh này là được rồi, cái bom này là được rồi. Nhưng mà nếu mà cụ thể hơn thì mình sẽ nói là nó ức chế enzyme adenosine triphosphatase. Rồi, đến đây được không? Dạ thưa cô, cho em hỏi tại sao chỗ canxi mà nó overload thì nó gây ra giãn co cơ vậy cô? Tại vì nghĩ canxi nó tối đa thì nó sẽ co cơ đến mức tối đa, thì cơ chế nào nó làm gây cho nó bị giảm xuống vậy cô? Nếu như mà nó ở trong cái range này nè em, nếu mà nó nằm trong cái range này là cái range healthy của calcium thì nó sẽ gây co cơ tốt, nhưng mà nó overload rồi, nó nằm ngoài cái range này luôn rồi, thì nó sẽ đây là một dấu hiệu giống như là lấy cái hình ảnh giống như là khi mà mình ăn nhiều quá cơ thể mình không còn tiêu hóa được nữa, thì cái chuyện gì xảy ra khi mà em ăn nhiều quá, chuyện gì xảy ra? Cơ thể mình nó không tiêu hóa được luôn. Dạ bị trướng bụng hoặc là nôn. Đúng rồi, cơ thể mình nó phải ói ra đúng không? Ói ra thì để cái khác nó đi vô, thì trong trường hợp này là mình bị overload luôn rồi, nó không còn thực hiện cái function của nó nữa. Giống như bao tử của mình á, khi mà mình ăn nhiều quá, thay vì bao tử của mình nó chỉ chứa 100% thôi, giờ mình ăn đến 200% thì bao tử nó không thể nào co thắt được nữa, bắt buộc nó phải ói ra, em hiểu không? Vậy thì trong trường hợp này thì cơ tim nó không co thắt được nữa, cái co thắt của nó giảm, tại vì giờ nó làm sao nó ói được cái calcium này ra ngoài, nó đâu có cách nào để tống ra ngoài đâu, khóa mất cái kinh này của nó rồi, em hiểu không? Thì dẫn đến là loạn nhịp tim. Rồi, câu hỏi khác. Có câu hỏi khác không? Rồi, có câu hỏi gì liên quan đến học hành của các em không? Mình xong toàn bộ bài bài của chuỗi heart failure, tim mạch, còn dư một tiếng à.
Năm tới chắc nếu mà còn dư một tiếng thì có thể tôi dạy thêm một bài nữa, đó là bài loạn nhịp tim. À, các em có rảnh thì xuống nghe bài loạn nhịp tim. Rồi các em có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có câu hỏi thì mình kết thúc buổi học hôm nay. Cô ơi, hồi nãy cô có đề cập cái tới cái cyclic GMP với cô dùng để giãn mạch đó cô. Thì hôm qua em học thì có cái phần cyclic AMP nó cũng ức chế cái men myosin light chain kinase của cô, thì nó có tham gia vào cái giãn cơ tim luôn cô, giãn mạch ở tim. Tại em không thấy cô đề cập tới cái chỗ đó. Thì không đề cập là không liên quan. Dạ. Tại mỗi thuốc thì nó có cái target ring của nó mà em. Hôm bữa có giải thích với các em về cái protein G đó, đây nè. May quá đang ở trong cái slide đầu tiên luôn. Đây. Thì protein G của nó khi mà nó bị kích hoạt bởi cái ligand thì nó sẽ liên kết với lại cái target, và cái target này là selected, có nghĩa là được chọn lọc. Ví dụ như cái nó giống như ổ khóa với chìa khóa đó. Nó phải gắn kết với nhau, nếu mà nó có liên quan thì nó mới gắn kết được với nhau, không nó không gắn kết được với nhau. Rồi, câu hỏi khác. Học bài tim mạch này thấy có thú vị không? Có rút ra được cái gì cho cơ thể của mình không? Dạ, nhiều kiến thức quá cô. Nhiều quá hả? Nhức đầu luôn. Nhiều đến nó đến mức mà tôi còn lộn cái bài lúc nãy nữa. Rồi. À, các em có câu hỏi gì không? Nói về cái fasting ngày hôm qua nha, fasting ngày hôm qua có bạn hỏi về fasting á, không biết bạn nào. Nếu mà các em muốn thử fasting, trước hết là các em phải có huyết áp tốt, không có phải huyết áp thấp lè tè, lưu ý điểm đó nha, cần phải lưu ý điểm đó. Thứ hai á, là không phải là đụng cái mình fasting 7 ngày được đâu. Mình muốn fasting á, thì thứ nhất mình đầu tiên á, mình chọn mình thử ngày đầu một ngày thôi, mình thử một ngày, nếu mà một ngày ổn thì mình sẽ thử 3 ngày, nếu mà 3 ngày ổn thì mình mới thử tiếp ví dụ như 5 ngày, chứ không phải chưa chi đòi muốn giảm cân cho lẹ 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 đụng cái 7 ngày. Mình không làm được đâu, cơ thể mình phải cho cơ thể mình làm quen ha. Rồi có câu hỏi gì nữa không? Còn về vấn đề mà bị huyết áp thấp thì có dặn như thế em á, nếu mà bạn nào bị huyết áp thấp á, cần phải thay đổi chế độ ăn ha, với lại tập luyện, cái đó là cái quan trọng. Rồi trong vòng nó phải có kết quả khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm mới bắt đầu có kết quả nhìn thấy rõ, và khi đó thì da dẻ của các em bắt đầu hồng hào. Môi nó không còn thâm đen, bạn nào mà bị môi bị cái vành đen ở xung quanh môi là cái người mình nó bị lạnh, là cũng tập phải chuyển qua tập các cái bài cardio nha. Thì từ từ cái vành đen ở xung quanh môi mình nó sẽ bớt, và nó chuyển môi mình sẽ trở nên hồng hào trở lại. Tất cả là đều hệ tiêu hóa thôi, tại vì sao, hệ tiêu hóa của mình mà không hoạt động tốt thì làm sao mà mình hấp thụ được dưỡng chất và cái để tạo máu để nuôi cơ thể. Mình phải có nguồn máu tốt thì cơ thể mình mới hoạt động tốt được hơn, chứ nếu mà cơ thể mình không tạo ra được máu tốt thì cơ thể mình nó cứ eo ụt, và đặc biệt là trí nhớ của mình nó bị ảnh hưởng. Rồi câu hỏi khác gì liên quan đến bài này không? Nếu mà không có câu hỏi thì chúng ta dừng bài ngày hôm nay hết rồi đó. Chúng ta sẽ gặp lại cái vào khoảng tháng 7, bài Endocrine System. Bài đó rất là hay. Có câu hỏi gì nữa không các em? Không có thôi ha. Cô, Rồi, hỏi đi. cái chỗ ức chế cái kênh
na cộng của cái thuốc sodium channel inhibitor cô, thì nó còn có cái mục số 2 là chỗ cái quá trình oxidation tạo ra lipolysis đó. Beta oxidation. Là cô có cô cho cô cơ chế. Cơ chế hả? Cơ chế thì vì ở trong sách nó không đề cập đến nên thành ra tôi cũng không có đề cập đến trong cái bài này luôn. Cơ chế của nó cái đâu rồi? Đây. Trong sách của các em không đề cập đến nên thành ra tôi cũng không có phát triển cái phần này lên. Cái phần này vì cái phần này rất là nặng về biochemistry mà các em đâu có học nhiều về biochemistry đâu, nói hồi cũng đâu hiểu gì đâu. Rồi cái xong rồi không hiểu rồi cái tôi phải giảng hết lại beta oxidation, lipolysis là gì nữa trời. Này chắc giảng thêm buổi nữa quá. Hiểu ý không? Dạ. Mà nếu như mà được á, thì các em xin thêm học thêm về biochemistry tại vì nó rất là quan trọng. Khi mà các em học về biochemistry thì các em mới hiểu là ngày hôm qua cô Yến cô nói là đường trái cây fructose vô cơ thể thì cơ thể của mình mất rất là nhiều thời gian và năng lượng để mà bẻ gãy cái fructose đó. Tại sao? Bên biochemistry giải thích hết luôn. Còn giờ có ngồi giải thích với các em á, thì các em mất quá nhiều thời gian tại vì nó là một cái môn cơ bản luôn á. À, hiểu ý không? Còn không thì các em tự học. Còn không thì các em thích học thì lớp rảnh rỗi quá thích học thì nếu mà tôi rảnh thì tôi dạy cho các em. Thích học không? Tôi cũng không có rảnh lắm đâu nhưng mà nếu mà thích học thì tôi xếp giờ còn sao sao biochemistry nó hay immunology các em à, làm gì excited dữ vậy Tìm thả là thích đó cô. cái gì Tìm thả nhiều là thích nhiều á cô. đâu 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 thấy tìm gì đâu đâu. Bên đây không có cái cửa sổ chat nên đâu có thấy các em ghi cái gì trên cửa sổ đâu, phải mở mic lên nói. Tụi em thả quá trời tim luôn cô. Thì nếu mà các em thích á, thì các em xếp lịch đi, phải qua Tết, chắc phải qua Tết. Bây giờ tôi cần nghỉ mấy tháng rồi tôi làm việc không có ngày cuối tuần luôn á, tôi quá mệt. Rồi sau hôm bữa đi tiêm vaccine về người tôi rất hôm nay là rất là mệt đó, cũng may là hôm nay là dạy xong các em là tôi được nghỉ ngơi xíu là mấy tháng trời rồi tôi không có một ngày cuối tuần nào cho đàng hoàng hết rồi. Nên chắc phải qua Tết xong rồi hẹn lịch với các em thích học thì tôi dạy. Biochemistry là cực kỳ hay nhưng mà cái vấn đề học với tôi thì các em biết rồi, khi mà học với tôi thì tôi sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi và các em phải làm việc chung với tôi rất là nhiều ha. À, và cái sau đó thì cái tư duy của các em á, cái logic của các em nó sẽ các cái kiến thức nó sẽ link lại với nhau. Đó, làm được không? Chịu không? Dạ chịu con. À, lớp trưởng đâu trời ơi, lớp trưởng này tôi chưa bao giờ thấy lớp trưởng lên tiếng luôn á. Bạn lớp trưởng đâu rồi? Lớp trưởng hay lớp phó học tập? Thì nếu mà chịu á, thì các em xếp lịch rồi các em lên team dĩ nhiên là tôi cũng phải rảnh rồi sau đó lên team này là cứ vô team ngồi nghe rồi dĩ nhiên là tôi sẽ không phải chỉ có tôi ngồi nói không đâu, tôi sẽ bắt các em chuẩn bị giống như là tôi sẽ trở thành tutor cho các em luôn á, chịu không? Thì các em phải làm việc nhóm nè, các em lên làm presentation nè, rồi các em trình bày cho cả lớp nghe nè, rồi có nghĩa là các em sẽ luyện skill presentation luôn. Nếu như mà bạn nào có thể làm presentation bằng tiếng Anh được thì tốt, luyện luôn tiếng Anh. Đó.
sao chịu không? Thì cái bên y của tụi em thiếu á, là tôi thấy thiếu biochemistry, thiếu immunology, mà cái đó là rất quan trọng. Ví dụ như thiếu immunology, giờ cái cơ chế hoạt động của vaccine như thế nào, thì sao giải thích cho các em đây? Tại vì kiến thức immunology em có đâu mà giải thích, đúng không? Rồi 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 nếu mà các em quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, nếu mà các em quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng rồi, các em muốn biết là cái đồ ăn nào nó tốt cho cơ thể mình á, bây giờ các em chỉ có nghe tôi nói, tôi nãy giờ tôi nói là protein của động vật thì không tốt cho cơ thể bằng protein của thực vật, thì các em nói vậy các em cũng bán tín bán nghi. Làm sao mà các em đi kiểm tra lại coi là lời của Yến nói có đúng hay không? Thì chỉ có cái kiến thức cơ bản của biochemistry các em mới đi kiểm tra được chứ. Cuối cùng cũng là mình à. Chứ đâu có đâu 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 có ai dắt tay từng bước cho các em đi từng bước 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 một. Bạn nào mà học với tôi một thời gian á, mà thích nghiên cứu á, thích tìm hiểu và nghiên cứu là gì, tôi thiên về nghiên cứu nha chứ không phải lâm sàng, tôi là con người của nghiên cứu tôi không phải con người của lâm sàng thì bạn nào thích nghiên cứu á, thì có thời gian á, thì đi theo tôi làm nghiên cứu một thời gian, nghiên cứu mà thiên về hướng lâm sàng. Bây giờ tôi đang hướng cái hướng nghiên cứu của tôi là đang thiên về lâm sàng, có nghĩa là tôi vẫn là người của nghiên cứu nhưng mà tôi không phải là người của lâm sàng, hiểu ý không? Nhưng mà tôi có interest, có cái sự chú ý của tôi á về cái hướng lâm sàng hiện tại là sẽ liên quan đến ngành nghề của các em á, chứ không phải là hoàn toàn là dược hết. Rồi sao nhóm thấy sao, quên lớp thấy sao, thích học với tôi không? Có thích lắm cô. Nhưng mà học là tôi nghĩ là không phải cả lớp thích học với tôi cũng không biết cả lớp có thích học với tôi không thì đó tôi không biết, nhưng mà học thì học cho đàng hoàng nha, chứ không phải bữa đực bữa cái, thích thì vô thích thì không vô rồi cái loạn xì ngầu lên, đừng có làm kiểu đó mất thời gian của tôi à. Tại vì thầy cái công tôi soạn bài này kia, cái đó là cái công mà các em phải trân trọng cái đó, còn nếu mà các em không trân trọng thì thôi các em đừng học, mất thời gian của tôi, mất thời gian của các em, hiểu ý không? Dạ hiểu. Dạ. Đó thì nếu như mà các em thích học thì các em lên danh sách coi có bao nhiêu bạn muốn học đó, xong các em email cho tôi rồi tôi sẽ lựa một cuốn sách phù hợp với trình độ của các em ha, xong rồi sau đó qua Tết đi nha, chứ giờ tôi mệt lắm. Đừng có bắt tôi làm cái gì hết, tôi chắc phải nghỉ một tháng tôi chịu hết nổi đó. Thì qua Tết đi rồi xong rồi xếp lịch rồi học, là học với tôi trong trường hợp học này là tôi không phải là chủ yếu người nói như là cái bài tim mạch này nữa đâu, mà tôi sẽ các em chủ yếu là người active á, các em sẽ trở nên dynamic á. Cách học của tôi là cách học dynamic, có nghĩa các em tôi sẽ giao bài tập, làm presentation, giải thích và giải thích và giải thích giải thích giải thích tất cả các mắt của các em. Thì khi mà các em học biochemistry các em qua đến cái bài endocrine chả là cái gì nữa, cái đến lúc mà cái endocrine thì quá bình thường luôn. Bởi vậy nên 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 cái kiến thức của các em nó bị một cái lỗ hổng rất là lớn là biochemistry, không biết thì giải quyết được cái gì. Tôi cũng có nghĩa là cái tất cả các cái phản ứng hóa học trong cơ thể của mình đơn cơ bản thì mình không biết, thì làm sao mình đi những cái phản ứng lớn hơn, hiểu ý không? Những phản ứng cơ bản như là glucose như thế nào, rồi ví dụ như bị thiếu cái enzyme này thì bị bệnh gì, những cái trường hợp đó vẫn có thể xảy ra trong lâm sàng mà, nhưng mà các em không biết thì tôi không hiểu là cái lỗ hổng nó quá lớn. Rồi immunology cũng vậy, immunology rồi không biết immunology, rồi rồi đến hồi tôi giải thích vaccination cho các em rồi sao đây, sao giải thích, rồi giải thích cái
cơ chế antibiotic là các cái thuốc kháng sinh á. Mình sao giải thích? Hiểu ý không? Có nghĩa là các em bị lỗ hổng mà hai cái lỗ hổng này quá lớn đi. Nên thành ra cái vấn đề là ở đấy. Rồi, nếu mà thích học thì của lớp trưởng đâu? Sao tôi nãy giờ tôi gọi em không biết mấy lần á, cái mic của em có vấn đề à? Hay lớp phó? Ủa lớp này nhiều bạn Trung Quốc á vậy? Lớp trưởng Trung Quốc phải không? Hay lớp phó học tập? Hay bạn nào đứng ra làm cũng được. Sau đó thì các em sẽ chia nhóm nhỏ, nhưng mà lúc đầu thì các em có thể tự bắt cặp với nhau, sau đó thì tôi chọn nhóm, có nghĩa là tôi sẽ chọn em này với em này, em này, em này, tập làm quen ha. Có nghĩa là lúc đầu mình sẽ làm việc nhóm với những người mình yêu thương những người mình thích, nhưng mà sau đó thì là random mình làm đại, có nghĩa là vừa làm với người mình thích và vừa làm với người mình không thích, thì đó mới là xã hội thôi em, chứ không phải lúc nào nó cũng giống ý mình. Được không? Được không? Được không? Được rồi. Tôi hiện tại là bạn lớp trưởng, bạn ấy đang có việc mà phòng đào tạo nhờ, nên là bạn ấy cũng không có trả lời cô được ấy. À. Được rồi. Vậy bạn nào đứng đầu lớp các em để mà dạ, sắp xếp công việc? Là lớp trưởng và lớp phó là cùng một người cô? Ủa gì kỳ vậy? Lớp trưởng lớp phó cùng một người á? À? Có mấy lớp phó lần mà, còn lớp phó khác không? Còn lớp phó Vi nữa. Rồi vậy bạn Vi đứng ra sắp xếp hay ai sắp xếp? Bạn Vi đứng sắp xếp hay ai sắp xếp? Vy ơi, em ở đâu đấy? Còn bạn khác nữa không? Dạ, có gì nhóm tụi em sẽ, lớp sẽ tự chi, xong rồi có gì để gửi danh sách cho cô nha cô. Không, bây giờ thì chưa có chia nhóm gì đâu, chưa có vào công việc mà. Nhưng mà ý là tôi chỉ muốn biết là bạn nào sẽ đại diện lớp rồi sẽ liên hệ với tôi qua email. Dạ, em có nhắn lớp trưởng rồi cô. Ok, rồi các em tự bàn bạc với nhau nha. Bây giờ các em đang học online, các em không có phải đi lâm sàng nhiều, thì các em có thời gian để học biochemistry. Thôi bây giờ mình bù lại thời gian lâm sàng là mình học cái biochemistry đi cũng được. Rồi, vậy nha. Mình kết thúc bài ngày hôm nay. Còn có gì? Tôi cho em hỏi một câu. Ừ, em hỏi đi. Dạ, ở trong cái slide mà cô nói rụng tóc đó cô. À. Có một cái khung màu xanh. Nhưng mà em thấy cô nói gì tới cái khung đó. À. Cái đó là bài gì? Hypertension đúng không? Dạ, đúng rồi. Tôi lo tôi nói rụng tóc cái tôi quên luôn, nói tôi không biết. À đây gì, đây gì đúng không, này có không? Dạ, hai cái thuốc này nè, khi mà nó gây giãn mạch á thì nó sẽ reflex tachycardia. À, cái đó là tác dụng không mong muốn của nó, đồng thời nó làm tăng cái renin trong máu. Và dĩ nhiên là tăng renin thì nó sẽ dẫn đến là làm giữ nước và muối trong người mình. Thì cái thuốc này, những cái tác dụng không mong muốn này, để mà ức chế tác dụng không mong muốn này thì mình sẽ phải dùng cái combination gì? Ý là mình phải dùng cùng với lại thuốc gì? Đó, câu hỏi cho các em á.
Sao có ý kiến gì không? Cái này là có trong cuốn sách muốn giới thiệu với các em á, cuốn sách này nè. Yêu cầu của tôi đối với các em á là phải biết cuốn sách này, biết cuốn sách này là đủ rồi nha. Không có cần phải biết đi gì đến cao xa, sách gì cho khó hết trơn á. Đó là dành cho các em khi các em đã tốt nghiệp và các em đi hành nghề á. Hành nghề bác sĩ các em cũng phải lật cuốn pharmacology gì để coi lại à. Chắc chắn luôn. Thì các em sẽ lên những cái cuốn tốt, cao hơn. Nhưng mà cái cuốn này là cuốn cơ bản. Ở trình độ đang đi học này, các em phải nắm được cuốn này. Vậy thôi. Ở học cuốn này thôi cũng đủ nhức đầu. Có 66 trang thôi chứ nhiều. Tao ở quên, 661, 10 trang. Nhưng mà 66. Mình nắm được cái cuốn đó là cơ bản rồi đó, là khi mà mình hành nghề là mình thấy mình cũng chắc tay, mình không sợ bị lộn. Chứ vấn đề là đi, cái vấn đề của các em á là các em phải tương tác với bệnh nhân nhiều á, mà khi mà mình không có cái độ vững kiến thức á, bắt đầu mình sợ, mình ra cái mình sợ, sợ làm tầm bậy, cái nhỡ người ta bị gì. Nên học 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 ở đây vẫn nó liên kết được các kiến thức vững với nhau á, thì lúc mà mình ra hành nghề mình đỡ đỡ sợ. Và những cái kiến thức đó, dĩ nhiên là kiến thức lâm sàng thì các em phải đi bệnh viện thì các em mới biết, nhưng mà để có cái lâm sàng tốt thì các em cần có những kiến thức cơ bản tốt. Những kiến thức cơ bản là cái gì? Immunology, biology, physiology, anatomy, những kiến thức cơ bản. Ở bên trường y ở các nước á, những năm đầu tiên học cực lắm, cho rớt thoải mái luôn, vì nó là những cái môn cơ bản. Trường của tôi học ngày xưa á, là 2 năm đầu tiên là học cực khổ luôn, rớt quá trời. Các em biết là 100 sinh viên đi vào trường y đào tạo ra có mười mấy bạn tốt nghiệp rồi. Không phải như Việt Nam mình đâu, 100 sinh viên như lớp của em mai mốt đào tạo ra ra hết 100 luôn. Còn mình nó khó lắm. Thôi mà văn hóa của mỗi nước thì khác nhau, nên thành ra cái vấn đề đó mình cũng không nói được. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây là cái khắt khe đào tạo bên phương Tây đối với ngành y, y dược luôn nha, cứ liên quan đến y là nha cũng vậy thôi, y dược nha luôn, điều dưỡng hay y tá gì cũng vậy, tại vì nó có liên quan đến tính mạng của con người, nên thành ra cái đào tạo của bên phương Tây rất là khắt khe. Rồi, các em có ý kiến gì không không? Để tôi giải đáp à? Tôi không giải đáp chỗ này đâu. Chỗ này để dành cho các em về đọc sách. Cuốn sách này nhé. Cuốn sách giới thiệu á. Rồi, nếu mà tôi quên gửi sách cho các em nhớ, nhớ gửi tin nhắn hay gửi email gì đó nhé. Cô ơi, cô quên gửi sách. Ở... Rồi, không có ý kiến là mình nghĩ á, chỗ này tôi không vậy đó. Như vậy mới làm các em đọc sách, chứ không giải đáp hết các em không chịu đọc sách. Tôi không biết là các thầy lớp khác của các lớp khác các em vô học như thế nào. Nhưng mà ví dụ như lớp của tôi bắt các bạn đọc sách. Thì là các bạn đọc. Chứ còn lớp khác thì không biết. Lớp của tôi là tôi bắt đọc sách là đọc. Đọc mới làm bài kiểm tra được. Đọc mới làm được bài presentation. Chứ giờ không đọc làm sao làm.
mới có điểm. Bên dược là bắt làm presentation để lấy điểm giữa kỳ. Không biết là bên lớp em sao. Cái lớp em cái khó là lớp y đông quá, đến trăm mấy lần, nên thành ra ví dụ muốn tổ chức một cái presentation thì hơi khó. Ví dụ lớp của em chừng 50 bạn thôi thì ok, còn đến trăm mấy thì để tổ chức làm presentation khó, còn không thì phải chia ra nhiều nhóm, chứ còn một mình tôi thì làm không nổi. Chỉ tôi phải có đến ba người, hai đồng nghiệp nó phụ thì mới, hai thầy cô nó phụ thì mới mới làm nổi, mới handle nổi lớp các em. Rồi còn câu hỏi gì nữa không? Cái này để dành về đọc ha, đọc sách. Câu hỏi gì nữa không các em? Cái biochemistry này nè, nếu như mà lớp có học á thì lớp các em có welcome một vài bạn dược qua đây đại học luôn không, hay là chỉ lớp các em thôi? Tôi thấy ví dụ thôi nha, chứ còn lượng đông vậy tôi cũng không biết là tôi có chào lớp dược vô không. Một bạn có ý kiến? Chào em. Dạ em nghĩ học online học chung được mà. Dạ được cô. Dạ cô. Tại vì nếu như mà các bạn dược, các bạn cũng muốn học á, thì lớp mình cũng welcome ha. Tại vì có gì đâu, kiến thức mình sẽ chia sẻ với nhau, biết đâu các bạn dược vô thì mình có thể học được gì đó từ các bạn dược, và các bạn vừa có thể học được gì đó từ các em, trao đổi kiến thức nha, làm quen với nhau trao đổi kiến thức được ha. Mà cũng đừng có sự phân biệt y dược nữa, đáng lẽ là không có nên phân biệt á, đáng lẽ là nên cho y dược học chung 2 năm đầu tiên á, xong sau đó tách ra, cái đó thì thấy hay hơn. Nhưng mà thôi thì hệ thống vậy, hầu hết các nước trên thế giới đều tách y với dược ra học riêng. Nhưng mà bây giờ nó càng, ý là hai bên nó sẽ càng ngày tôi lại càng thấy nó gần gũi với nhau hơn, chứ không có quá khác biệt như lúc trước, quan điểm của thế hệ trước. Rồi bây giờ mình nghỉ ha. Rồi các em bàn cho kỹ nha, có nghĩa là học, nếu mà muốn học biochemistry với tôi học cho đàng hoàng, chứ còn học bữa đực bữa cái rồi cứ thích vô thích vô thôi. Rồi cô, ví dụ mà cô giao bài tập về nhà hay gì á thì phải làm nha, chứ không phải thích thì làm, không thích thôi. Là đâu có điểm đâu, làm chi cho mệt. Đi học cứ nghĩ đến điểm không à. Học học cho mình chứ tối ngày chỉ nghĩ đến điểm thôi. Cô có luôn nutrition không cô? Cái gì em? Dạ ý là cô dạy biochemistry rồi cô có dạy luôn cái nutrition không cô? Nếu mà trong bài đó có liên quan đến nutrition thì tôi sẽ nói ví dụ, giống như ví dụ liên quan đến reaction đó hay gì đó, tôi sẽ nói về nutrition. Đó là cái topic tôi thích mà. Và tôi nghĩ là bạn nào cũng sẽ quan tâm thôi, tại vì cái nutrition là cái mà mình ăn uống hàng ngày và nó tác động trực tiếp đến sức khỏe của mình. Nhưng mà cái chữa bệnh cuối cùng á, nó lại không phải là từ thức ăn hoặc là không phải là từ thuốc men, mà nó lại là một cái khác. Rồi từ từ các em sẽ biết nó là cái gì. Cái đó thì cái đó từ từ đi. Rồi. Còn câu hỏi gì nữa không? Các em học từ từ với tôi, nếu mà bạn nào thích nghiên cứu á, thì có thể tham gia nhóm nghiên cứu nha. Chuyện đó thì tại vì tôi thấy cái lớp của các em, cái logic của các em rất là tốt á,
lúc đầu thì hơi là đờ đó, nhưng mà lớp nào tôi cũng thấy vậy á, lúc đầu vô lớp nào cũng lè phè chứ gì á, nhưng mà học một hồi cái bắt đầu năng động lên rồi. Ok rồi, hẹn gặp lại các em. Chào cô. Rồi, chào các em. Dạ em cảm ơn cô. Dạ cảm ơn, chào cô. Dạ em chào cô. Chào các em. Cuối tuần vui vẻ.